Ước gì Hannah không ngủ nhỉ? Có lẽ một ít kẹo sẽ đánh thức cô ấy. Hả? Hi, cảm ơn vì món ăn này nhé bạn tôi. Cậu có thể bắt được cái này bằng mồm không? Au! Đùa thôi, chả đau thế nào đâu. Hey, cái gì đằng kia vậy? Chán ngế việc nếm kẹo dẻo rồi ư? Thế thì hãy thử thử thách TikTok này nhé. Oh yeah, cũng được đấy. Táo. Có đây. Cậu có nghĩ giống tớ không? Triển ngay thôi. Ha. Tớ lấy nó đi nào Claire. Ta có thể làm như vậy bao lâu đây? Con số 4 may mắn chăng? Chuẩn. Quá tuyệt vời. Giờ thì làm gì đây? Ăn chứ còn làm sao nữa. Táo giòn ghê. Tiếp theo sẽ là gì vậy? Hình như là thử thách mặc đồ. Sẵn sàng chưa các gái? Tớ đã sẵn sàng để mặc quần vào rồi. Mượn vai tí để lấy đà cái nào. Và chỉ với một cú nhảy, Hannah đã ghi bàn. Nhanh như chớp. Được rồi, đoán xem Claire có thể thành công không nào. Hãy chờ xem nhé. Sẵn sàng nhào vô chưa Claire? Và thế là xong thưa quý vị. Ồ, không còn gì để mặc hết. Ờ thì... Hãy xem nào. Olivia đang cầm một món đồ kỳ lạ trên tay. Mấy cưng nghĩ mấy cưng giỏi lắm hả? Chị đây sẽ cho mấy cưng sáng mắt ra. Giỡn mặt tụi này hả Olivia? Phải thử thách cho đáng chứ. Thử mặc cái quần này xem. À, cố mặc mấy cái này vào đi. À, có lẽ chân này sẽ được. Ôi da, đủ rồi. Mặc đồ bình thường thì làm sao hả? Nhìn đây, tôi thắng. Tự nhiên Olivia căng quá vậy ta. Hãy quay lượt mới thôi nào. Này này, tới lúc đi bơi rồi các cái ơi. Chúng tớ sẽ hoàn thành cái này trong vòng một nốt nhạc. Nhưng chả ai nói với tụi mình là hôm nay chỉ có 16 độ. Làm ấm người cái nào. Ê, coi chừng cái tay đó Claire. Nhìn nó hơi bị sâu ấy nhỉ. Cậu có thể làm ướt đầu gối mà không rơi xuống hồ không? À ha! Wow! Tôi chẳng tin được là mình thành công luôn đó. Giờ đến lượt cậu đấy Claire. Tớ hy vọng chân mình đủ khỏe để làm vậy. Từ từ... Gà! Đúng là chị em thân thiết, luôn san sẻ hoạn nạn với nhau. Để làm thử thách này, hãy thắt một cái nút bằng lưỡi. Nếu kéo bên phải và giữ chắc phần này thì... Được rồi, xem thử đi. Muốn nhìn lại không? Hannah có cái lưỡi ghê gớm thật. Thử không Claire? Wow, lưỡi cậu đang múa lửa hay sao thế? Lưỡi tớ bị mắc kẹt rồi. Thôi nào, Claire, tập trung đi. À, sao mà cậu làm cái này nhanh vậy Hannah? Ờ, thì tớ chỉ cố làm thôi. Ô này, có lẽ tớ chỉ cần sợi dây khác. Ồ, nó có bị dâu tây. Thôi được rồi, có lẽ tớ đã làm hỏng hết cả rồi. Và hình như Hannah đã lại làm thế nữa rồi. Gì vậy? Thôi nào, có phúc cùng hưởng đi.
lúc đầu mình không thử cái này ngay nhỉ? Ồ, ngon lành hơn dây nhiều. Úi, ừ thì điều tất yếu của cuộc sống mà. Các bạn đoán xem tiếp theo là gì nào? Thách thức xô nước. Ủa, ai thế? Coi chừng. Vứt tường. Chắc là đau lắm. Với thử thách lần này hãy đổ đầy nước vào xô. Sau đó người tham gia sẽ nằm thành vòng tròn và cùng cố gắng cân bằng nó bằng chân. Các bạn hiểu chưa? Đôi giày cộm chân quá. Hay là tháo ra nhỉ? Từ từ nào. Tốt hơn rồi. Này, sao mọi người không thay phiên cởi giày ra? Giữ chắc nào các gái ơi. Hình như nó hơi lung lay rồi. Cậu làm được không Claire? Được rồi, đã tháo được một chiếc. Wow. Hy vọng cậu có mang khăn tắm theo Claire. Còn bao nhiêu nước trong đó vậy hả? Lạnh lắm luôn ấy. Thú nhận đi nào. Mấy chế đang lặng lẽ vui sướng vì mình không bị vậy chứ gì. Quay tiếp đi, nếu các cậu dám. Lần này chắc chắn là vui lắm đây. Nước ép quả mọng, món ưa thích của tớ. Vậy ra thử thách này là uống nước quả à? Nghe có vẻ khá dễ dàng, nhưng đừng khinh suất đấy nhé. Sẵn sàng chưa? Wow, không đổ một giọt nào. Tớ có thể làm được. Tuyệt. Đập tay nào. Thêm vào một ít nước quả nữa nhé. Hy vọng rằng sức mạnh của vật lý vẫn hỗ trợ chúng ta. Chắc không xong rồi. Không thể tin được. Thử làm ngược lại coi sao. Lấy dù ra nào mọi người ơi. Không, Hana không làm được rồi. Giờ người tớ cứ dính dính ý. Làm ơn dọn dẹp trên lối đi nhé. Lãng phí nước ép quá đi. Chỉ còn một vài thử thách nữa thôi. Yum, nhìn chúng này. Này, vội thế. Nhìn này, cậu có thể giữ thăng bằng cho bánh quy như thế không? Rồi đưa bánh xuống miệng. Suýt được rồi. Và được luôn. Thử xem nào Hana. Thôi được. Thôi nào bánh quy nho nhỏ. Không. Hãy thử góc khác nào. Ý, cô ấy còn không thèm nhìn mình. Bánh quy thôi mà khó khăn thế nhỉ? Không. Thôi quất luôn. Đến lúc quay lượt cuối rồi. Hy vọng các cậu đang khát. Dạo này người ta cầm ly rượu như vậy à? Thử thách thôi mà. Cậu vẫn giữ được cái ly chứ? Tốt, bây giờ cậu phải đưa nó cho bạn của cậu đấy. Và không ai được dùng tay cả đâu. Ôi trời, đến rồi. Các bạn phải có lưng mạnh mẽ mới làm được điều đó nha. Ngon tuyệt. Khá ấn tượng đấy các gái. Giờ thì làm ngược lại được chứ? Hãy cắn vào nó thật chặt nhé. Nó tới kìa, Hana. Và dính rồi. Ôi trời, uống kiểu này đúng là ngon hơn thật. Hai cây trụm lại việc gì cũng xong. Các bạn có thể làm được những thử thách TikTok này chứ? Hãy chia sẻ video này với bạn bè và xem thử họ có làm được không nhé. Và như mọi khi, hãy chắc chắn đăng ký kênh YouTube 123 Go Challenge để xem được nhiều thách thức tuyệt vời hơn nữa nhé.